Hello các bạn Nam Dương. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn những dự đoán cho tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2022. Nếu các bạn có cung mặt trời, có mặt trời là Nam Dương, mặt trăng Nam Dương hoặc là cung mộc Nam Dương thì cái video này nó có thể ảnh hưởng đến các bạn, nó liên quan đến các bạn. Và những bạn nào mà mới kết nối với cái kênh này á thì không hiểu chữ mặt trời, mặt trăng, cung mộc là gì á, tôi mời các bạn đi xem lại những cái video tôi đã làm về sự khác biệt giữa mặt trời, mặt trăng và cung mộc. Để tóm tắt lại thì những cái đó, mặt trời nói về con người mình là ai, như là tôi sinh tháng đó thì từ 21 tháng 12 cho tới 20 tháng 1 mặt trời các bạn là Nam Dương. Nhưng mà trong 30 ngày đó các bạn sinh ra, nó có một những ngày nó chia ra từng cung khoảng 2 ngày rưỡi á, mặt trăng ở trong mỗi cung khoảng 2 ngày rưỡi. Thì mặt trăng nó có thể là bạn là mặt trời Nam Dương đi, mặt trăng các bạn có thể là Song Tử hay là Bảo Bình ABC trong 12 cung. Thì mà trong đó nữa, giờ các bạn sinh trong 24 tiếng hồ, trong 1 giờ các bạn sinh nữa, nói về cái cung mộc của các bạn. Thì mặt trời nói về bạn là ai, thì cung mặt trăng nói là về là cái cảm xúc của bạn là gì. Và cung mộc nói về cái thể hiện của bạn với đời thế nào và đời nhìn bạn thế nào. Có cái sự thể hiện của mình đối với đời, bạn có thể là thể hiện bằng thể mặc áo đen nhưng các bạn ta nhìn bạn là mặc áo trắng, cái đó là quyền của người ta. Nhưng cái đó là cung mộc của bạn, đó là mình không kiểm soát được cái gì mà đời nhìn mình. Vì vậy cái đó nó rất là quan trọng. Vì vậy nó đã chia ra, thì vì vậy trong mỗi cung á, tôi xin là Nam Dương đi, tôi sẽ có 144 loại Nam Dương lận. Vậy thì lúc đó tôi Nam Dương sao anh Nam Dương sao không giống nhau, cũng tùy theo bạn sẽ ở chỗ nào, bạn sinh ở Mỹ hay bạn sinh ở Úc hay ở Phi Châu hay ở đâu cũng vậy đi, thì mặt trăng nắm mọc thật khác giờ và mặt trời nữa, thời gian bạn sinh nó lục vào lúc nào nữa, cái đó nó xoay như chỗ nào nữa. Vậy nó chi tiết hơn, nó chi tiết hơn đối với những TV Đông Phương của mình. Vì nói về cái cá tính của mình nhiều hơn. TV Đông Phương nói về phần đông là nói về cái phần mình là ai, họ đang tìm kiếm mình là ai để mình đối với đời, chứ không phải là ngược lại trong những TV khác đó, nó lại nói là đời đến tôi như vậy. Và những khoa khác á, nó là năm nay cô ra đường cô sẽ lấy chồng, hay là anh sẽ được công quan việc làm, hay là bị tai nạn, hay là chảy máu, hay là gì đó ABC. Nhưng đây nó không nói cho như vậy, nó chỉ nói là sự ảnh hưởng đối với mình, nó tạo ra cái dòng chảy cho mình, nó tạo cơ hội cho mình, mà mình là người quyết định. Quan trọng nhất là mình biết mình là ai. Từ đó tùy theo cái hoàn cảnh, những cơ hội nó tạo ra cái dòng chảy đó để mình, nó thuận lợi không thuận lợi do mình thôi, nó thuận lợi hay bất chắc là mình dựa theo đó mà mình phản ứng theo. Mà mình không muốn phản ứng, mình muốn là chụp cái cơ hội đó để tạo ra những điều mình cho mình. Và thế gian này mình xuống đây mình chỉ là để làm gì, chúng ta xuống đây để làm gì, chúng ta xuống đây để học những trải nghiệm thôi. Tại vì chúng ta không mang gì theo hết, cái thể xác mình không mang theo, tiền bạc như nó không mang theo rồi, của cải không mang theo rồi, danh vọng cũng không mang theo, chẳng gì của mình cả, chỉ có phần hồn của mình thôi. Vì vậy đừng mất thì giờ nhiều về những vấn đề đó. Mình biết mình là ai, cái phần hồn mình không thay đổi. Vì tôi mong các bạn coi video này á, về phía tâm linh nhiều hơn, về phía hiểu mình là ai nhiều hơn. Những cái chữ tâm linh phải mình, bữa nào tôi làm có video nói về sự tâm linh, thế nào tâm linh nữa, chứ không phải là tôi đi chùa, đi nhà thờ, hay tôi ngồi tôi cúng, tôi cúng cô hồn, tôi vậy, đó là tâm linh không? Cái đó phải tâm linh, cái đó là cái sự như một sự bảo hiểm vậy đó. Cậu mua cái sự bảo hiểm và tôi cúng nhà chùa 100 đô thì tôi lãnh lại, tôi sẽ hy vọng chúng cho số 1.000 đô. Trên trời không có ngu đâu, thượng đế họ không ngu đâu, họ nói mày cho tao 100 đô, mày muốn lấy 1.000 đô, làm sao con bằng được. Vì vậy phải hiểu về mình nhiều hơn thì cái đó nó sẽ giúp các bạn có những cái nhìn cuộc đời rất là hay. Tất cả một sự trải nghiệm thôi, sống mình cố gắng mình tránh những sự khổ đau không cần thiết. Nhưng bạn đừng lo, còn luôn luôn có một thiên thần bảo vệ các bạn. Vì vậy mà tôi hay nói chút xíu tử vi, chút xíu triết lý, chút xíu về tử vi cho các bạn hiểu nhiều hơn. Là những người hỏi tôi là tôi làm ăn được cái này, nói vẫn làm được, tôi sẽ coi được cho các bạn, giúp các bạn làm được nhiều chuyện lắm. Nhưng mà nói về phần ảnh hưởng, những cái cơ hội hay những bất chắc nó sẽ xảy ra mà mình nên làm hay không là do bạn thôi, tất cả là do mình hết, chứ không phải là do ma quỷ hay thiên thần giúp đỡ. Nó cũng giúp đỡ mình một phần nào đó, nhưng mà cũng do mình thôi các bạn. Như vậy khi mình biết mình là ai rồi đó, mình rất là tự tin và mình đi trên đời mình rất là vui, mình an lắm, thì biết tất cả là mình được đã bảo vệ rồi. Chúng ta luôn có một thiên thần bảo vệ mình, ít nhất một thiên thần, ít nhất nha.
luôn là một trong bảo vệ mình rồi. Họ luôn theo mình, họ luôn bảo vệ mình. Mình bữa nào có dịp tôi sẽ làm nói về một cách một thiên thần nhiều hơn. Nếu các bạn nào thích nghe những cái vụ này, tôi sẽ làm một video nói về sự thiên thần trong trong đời của chúng ta. Đó, thì cái đó là những rất là quan trọng. Vì vậy tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu nhiều hơn về để tiến với cuộc đời một cách bình an và bình an cho tâm hồn thôi, đủ rồi, không cần tại vì nếu nó sự vui vẻ hạnh phúc thì chứ luôn có sự buồn, sự bất hạnh và sự buồn rầu. Vậy sự bình an thôi, bình an để đối đầu với những cái bài học mà mình phải học đó. Bây giờ đi vào vấn đề tư duy nhá. Những năm vừa qua, năm 2019, năm 2020, tức thực ra là từ tháng mùa hè năm 2018 này, 19, 20, Nam Dương đã trải qua thời gian rất là khó khăn. Các bạn có thể là thay đổi chỗ làm nè, cuộc sống mình xáo độ trong cái tình cảm hay là hoặc là trong vấn đề tiền bạc, sự nghiệp, con cái hay là và học hành, những người còn nào còn trẻ, tất cả đều đã xáo trộn, bắt mình phải thay đổi tất cả. Thì cái đoạn rất là khó khăn, tại vì Nam Dương á, nó thuộc về đất, mà đất già nó không thể thay đổi, nó làm gì rất là chắc chắn. Mà sự xáo trộn này nó bắt Nam Dương nhìn lại là cuộc đời không có gì mà chắc chắn cả. Mà Nam Dương á, nó rất là nó về phần chắc, phần là thực tế, nó không có kiểu như là lấy bay lên trời, nhưng mà nó bắt mình nhìn lại, tại vì Nam Dương đứng đây đối diện với Nam Dương á là Bắc Giải, thì vì đó là Nam Dương Bắc Giải, Nam Bắc nó đối đầu với nhau, chứ cự giải cũng không đúng, chữ cài không đúng nữa, market cũng không đúng cái chữ đó nữa. Vậy tôi dùng chữ là Nam Dương và Bắc Giải, nó đối đầu với nhau. Mà Bắc Giải á thuộc về sự lo lắng, tình cảm, cảm xúc rất là mạnh. Nó bắt Nam Dương phải suốt cuộc đời mình còn lại phải đi về phía này, trời khúc giữa, đừng có thực tế quá, đừng có kiểu như là nó sẽ bắt như vậy. Các bạn, nó bắt các bạn phải lưu ý chuyện tình cảm nhiều hơn, về cảm xúc mình nhiều hơn, hay là mình quên đi, mình lo cái phần đề, mình lo đang xây cái bức tường đó mà mình quên đi cái tình cảm của nó. Vì vậy đó, nó tạo ra một vấn đề, nó tạo một vấn đề mà mình phải đi tìm lại cái phần chính của mình, phần giữa mình. Tất cả những cái 12 cung này nó cuối cùng nó trở về chỗ giữa hết. Tại vì nó bắt mình phải gặp những trường hợp như vậy để mình đối đầu với nó. Vì vậy thời gian vừa qua, không biết các bạn đã để ý không á, chúng ta trở về thời gian rất là nói về sự cảm xúc rất nhiều, bắt mình trở về cái phần đó. Nếu bạn nào trẻ thì chưa có gì á, thì các bạn không có cần phải như vậy. Nó bắt các bạn lo về phần tương lai nhiều hơn là cái gì, thực tế hóa vấn đề. Nhưng mà những người mà lớn tuổi đó, bắt mình coi lại vấn đề tình cảm mình, gia đình, tình yêu, vợ chồng, con cái, bạn bè, thân thuộc, cha mẹ. Tôi rất chúc mừng các bạn đã trở về với chúng tôi, tại vì năm 21, 22 nó cũng đỡ cho bạn rất là nhiều rồi. Nhưng không biết là những hành tinh của bạn trong có cùng trong cung địa cung Nam Dương hay trong bảo bình hay không. Thì nếu các bạn có cùng, trong bảo bình trong đây đó, nó cũng hại các bạn hiện tại đó. Nên tùy theo cái trường hợp. Nhưng mà tôi thấy các bạn hiện tại đó, Nam Dương từ năm ngoái đến giờ cảm thấy mình đã chút ra một cái gánh nặng rất là ngàn cân trên vai mình, và đang từ từ bò lên chứ phải đi nhá, đang bò lên kiếm lại vị trí đứng của mình trong xã hội, vị trí đứng mình trong sân, trong gia đình, vị trí mình là ai, tất cả mọi học là chính là mình là ai, mình là ai, không phải là con người mình là ai nha, đúng không? Cái tâm hồn mình là ai, cái hồn mình là gì. Cuối cùng á, chúng mình sẽ sống hết tất cả trong 12 cung luôn, và chúng ta trở về cái rốn của cái vũ trụ, cái nguồn sống á. Mình gọi một cái nôm na là ông trời hay là thượng đế hay là Đức Phật, Đức Chúa, thực ra họ chỉ là một ông thầy ở cái chiều thứ tư thứ năm xuống thôi. Rồi mỗi dân tộc đều có một cái ông tạo ra, mình có là bà Âu Cơ với bà Âu Cơ, rồi tôi quên ra cái người ông này đó, thì họ tạo ra những người vậy để họ xuống giúp đỡ mình thôi. Còn Đức Phật, Đức Chúa tạo ra cái gì, tạo ra cái thần về tâm linh của mình giúp đỡ mình. Đừng có quên nha, là luôn có người trước mặt mình, có một người trên cha, người thượng đế, một tâm linh cho mình. Vì vậy mà Nam Dương á, bây giờ Nam Dương đỡ nhiều lắm, nhưng mà các bạn chờ 1-2 năm đấy đi, khi mà hiện tại là Nam Dương đang xây dựng nha, do sự ủng hộ của bên đây, của bên xứ Sông Ngư. Nhưng mà thì để mình đang coi này nha, Nam Dương đang có diêm tinh ở đây, diêm tinh trong 2-3 năm tới vẫn còn nằm ở trong Nam Dương. Mà diêm tinh tượng trưng có gì, tượng trưng cho sự thay đổi lớn lao đời mình nha. Vì vậy mà diêm tinh đang nổi sự thay đổi lớn lao đời mình. Vì vậy
Nam Dương bây giờ cứ thay đổi nhá, có chuyện thay đổi, cứ đổi công việc làm, đổi gì cứ đổi, đừng có lo gì hết đó, đừng có sợ, tại vì nó đang giúp mình thay đổi. Nhất là năm nay nữa, tại vì bên đây các bạn có Mộc Tinh và Hải Tinh nằm song song ngư đang hỗ trợ cho Nam Dương, không nhiều nhưng mà cũng không phải là ít, là các bạn đã có sự thay đổi mà đang giúp đỡ các bạn thay đổi đó. Năm tới á nó không như vậy nữa, năm tới các bạn sẽ không còn sự giúp đỡ như vậy nữa nè. Vì năm nay càng cố, bây giờ tôi nói là bây giờ tháng 7 ha, các bạn cố gắng trong 5 tháng nữa rút quân, làm gì làm đi, đừng có chờ đợi hay là lên kế hoạch đi đó, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình. Những cái gì bạn nghĩ làm đang suy nghĩ hay đang bắt tay vào làm á trong năm nay, là tới như tháng 12, như tháng 12 năm nay á, giữa tháng 12 đó là nó sẽ không còn ảnh hưởng nữa. Thì vậy các bạn suy nghĩ được á thì năm tới làm cũng không sao, tại vì Hải Tinh đứng đây, Hải Mộc Tinh sẽ qua Bạch Dương, nó sẽ chống đối mình chút xíu, mình sẽ sự sai sẽ tiền hơi nhiều một chút hay là sẽ ít tiền hơn một chút, có sự không cân bằng trong cuộc sống của mình. Nhưng mà Hải Tinh vẫn ở trong sông ngư giúp đỡ cho Nam Dương cho tới năm 2025 lận, mà thằng này qua tới 2024 lận. Vậy Nam Dương sẽ có năm nay là năm rất là tốt, tốt nhất luôn, nhưng mà những năm sau nó vẫn tốt nhưng không tốt bằng thôi, nhưng là nó bù lại những thời gian vừa qua của năm 2019, 18, 19, 20, nhất trong dịp và Covid-19 nữa. Vì vậy các bạn chụp cơ hội này đi nha, đừng có chờ đợi nhưng mà phải tính toán kỹ càng, đừng có phải coi là đàng hoàng nha, vì trong các bạn đang sống thời gian rất là đặc biệt, tại vì các bạn cũng có cái tầng hỏa tinh, tôi đã lọc là lôi tinh nằm trong kim ngưu, mà kim ngưu lại là bạn của Nam Dương, nó cho sức mạnh, sức chăm chỉ cần cù để tạo sự sống của mình, để kiếm một chương trình cho sự sống của mình nữa, chương trình sự ăn uống nè, sự ruộng đất cày cấy, bất động sản, nó tạo mình cái cậu này, mình nuôi thân mình, để kiếm nuôi làm đây, mà tình cảm, tiền bạc nữa, nó lại rất nhiều, nó hay đơn vậy đó. Vậy mà, nhưng mà nó không phải là chính, nó chỉ đụng chút xíu thôi, chính của nó là gì? Là nó thực tế hóa vấn đề, kiếm nuôi này, kiếm nuôi là con là con trâu, nó sẽ bắt mình đi chăm chỉ hơn, cần cù hơn để tạo ra tiền bạc, của cải và tình yêu đó, mà nó hỗ trợ cho Nam Dương nữa, mà thằng này giúp đỡ nữa, vậy rất là tuyệt vời các bạn đó. Các bạn chỉ có thằng này thôi, là thằng gọi là thổ tinh nằm trong bảo bình, thì hiện tại tiền bạc các bạn không có dư nhưng không có thiếu, những cái đầu tư mà trong quá khứ vừa qua đó, quá khứ ngắn khoảng một năm, quá khứ dài khoảng 5-10 năm, nó đang có sự gọi là ngăn trở, giới hạn, ràng buộc, coi chừng, vậy mình phải không nhúc nhích được nhiều. Nhưng mà những cái đầu tư lâu dài đó nó đang mang cho bạn những cái lợi nhuận rất là tốt, nhưng những cái đầu tư ngắn hạn đó, thì nó sẽ không có mang gì mà lợi nhuận, là bạn đang bực mình, đang cảm thấy mình không nhúc nhích được, không bán được, không mua được đó. Vì vậy mà các bạn có sự hỗ trợ đây, nhưng mà thực ra thì không có xấu, các bạn nên kiên nhẫn trong những sự đầu tư của bạn, trong tình cảm các bạn nữa, đầu tư. Mặc dù thằng này nó là yêu đi mua đi bán đi, nhưng thằng này nó đang chặn mình, nên là đang có những cái tín hiệu rất là đối ngược nhau, nhưng thiệt ra nó bắt mình là gì, là một bên nó cần phải kiên nhẫn, thì sự kiên nhẫn nó sẽ được thưởng là khi mà cái này nó sẽ qua đây, khi nó thằng này nó thằng lối tinh nó sẽ thằng thổ tinh nó sẽ qua đây năm tháng 3 năm 2023, thì nó sẽ đổi cho vị trí khác. Nhưng mà hiện tại các bạn được sự thầy hỗ trợ rất là mạnh, nếu là lôi tinh nó cho bạn những sự thôi thúc, nó làm gì đó, thằng này nữa nó muốn mở nhà hàng, mở tiệm nail, đang mở công ty bất động sản, muốn tùm lum hết đó. Vậy Nam Dương á, thiệt ra năm 18, 19, 20 rất là khó khăn, nhưng bây giờ nó cho bạn một phần thưởng, là các bạn nào đã kiên nhẫn, chịu khó thay đổi mình, thay đổi người mình, thì mình sẽ được những sự phần thưởng rất là tích cực nha các bạn. Vì vậy mà tôi thấy những thành viên lớn rất là tốt cho Nam Dương hiện tại. Đó là nói chung trong một năm thôi. Bây giờ đi, chúng ta nói về những hành tinh nhỏ hơn, là nó ảnh hưởng cho tháng 10, 11, tháng 12. Dĩ nhiên nhá, tinh ảnh hưởng cho tháng 11, 12 hết, nhưng đó là về nguyên một năm. Nhưng mà từ tháng cuối tháng 7 trở đi á, cho tháng 11 á, thì các bạn không còn sự lợi giúp đỡ thằng của Mộc Tinh nữa. Vì vậy mà những ngày cuối năm á, từ tháng 6 trở đi á, những hành tinh nó không có ảnh hưởng nữa. Vậy mùa hè năm nay cho tới từ mùa hè năm nay nè, 30 tháng 4 nè, 8 tháng 10 nè,
cho tới cuối năm á, các bạn sẽ có không sự mạnh mẽ như đầu năm, như từ tháng 1, tháng 2, từ 1, tháng 6, tháng 7 đó. Nhưng mà các bạn thời gian mùa hè đang nghỉ đi chơi đi, dưỡng sức lại, thoải mái. Nhưng mà nó có những cái gì mà chưa xong á, nó sẽ năng rụt lịch đó, năng rụt lịch đó. Vậy nó đúng là những việc bạn đang bắt bằng tay mới, dù khó khăn bao nhiêu các bạn cứ cố gắng, tôi sẽ thấy thành công. Tôi hy vọng là vậy, mà tôi biết là sẽ như vậy. Nhưng các bạn viết comment cho tôi biết để tôi từ đó mình không có học hỏi nữa. Tôi cũng đang học hỏi chứ không phải là tôi không phải biết hết tất cả, tại vì nó quá phức tạp, quá nhiều hành tinh mà nó quá nhiều, nó ở đây chỉ có nhiều 10 hành tinh thôi mà tôi coi tôi cũng khùng luôn á. Vì vậy đó, nó quá nhiều vấn đề. Đó nó đối chiếu nhau, nó xung nhau, nó hợp nhau, nó đùm lum hết. Bây giờ nói hành tinh nhỏ hơn là thủy tinh, kim tinh và hỏa tinh. Nhưng hành tinh ở trong mình có 2 tuần tới 2 tháng thôi. Thì bây giờ mình coi thủy tinh trước. Thủy tinh tượng trưng cho gì? Sự di chuyển, sự trao đổi về tâm linh, trao đổi về vấn đề, nghĩa là ngôn ngữ, trao đổi cái ý kiến hay ý chuyện của mình qua lời nói, qua ký hình những hợp đồng. Đó là những các bạn nào lo về hợp đồng hay là đi xa nữa, đi xa không thể mất mình đi chơi, hay là đi những phương tiện cho mình đi xa như xe cộ nè, máy bay nè, hay là điện thoại nè, để mình trao đổi cái tư tưởng của mình. Thì đây thủy tinh từ 2 tháng 10 nó ở trong sự nữ. Từ tháng 10 á, tháng 8 các bạn mà coi, tháng 9, tháng 10 á thì các lớp tốt cho nam dương. Nhưng mà từ 10 tháng 10 cho tới 29 tháng 10 các bạn nên cẩn thận. Cẩn thận, không có nên ký hợp đồng đối với nam dương. Nên cẩn thận nha, đừng có nên đi xa nữa. Không nên làm gì, không nên mua xe hay là mua điện thoại, mua laptop. Mình phải, nếu có coi cái làm gì nó phải coi, đó là cẩn thận. Tùy theo những hành tinh trong cung của bạn nữa. Đây nói chỉ vì năm nay thôi. Còn lá số tivi của bạn cá nhân nó lại riêng nữa. Nếu bạn trong đây có những hành tinh tốt thì nó sẽ bổ sung lại, nó sẽ nhẹ bớt đi, nó chia bớt cái phần ảnh hưởng của mình đi. Đó, vì vậy mà nếu để các bạn hành tinh xấu cộng cái này nữa thì không tốt cho bạn. Vậy mình phải biết coi rõ ràng để mình biết những sự ảnh hưởng những hành tinh này. Từ 29 tháng 10 đến 7 tháng 11 rất là ok. Các bạn tự nhiên phải ký hợp đồng rất là ok luôn nha. Từ 7 tháng 11 tới 6 tháng 12 không hại, cũng không có lợi, nó chỉ là một cái bạn đồng hành của mình thôi, nó không có hại gì hết đó. Chỉ là nó đang nghĩ về tương lai rất là nhiều, nhưng lại nghĩ về quá khứ nữa. Vì vậy mà các bạn sẽ có những sự quá khứ trở về các bạn, nghĩa là bạn ký xong cái nó không đúng theo ý bạn mà ký lại. Nhưng mà nhớ lại nha, từ 10 tháng 10 tới 9 tháng 10 không nên đi xa, không nên làm cái gì mà nó đi xa, ký hợp đồng, mua xe, mua cổ, cái gì mà ảnh hưởng đến cái sự mà trao đổi tư tưởng, trao đổi cái suy nghĩ của mình hay là chính xác của mình nữa. Từ 6 tháng 12 cho đến 9 tháng 12 rất là tốt. Còn cảm thấy rất là vui vẻ. Cuối năm nữa, đi ăn tiệc, ăn sinh nhật, lễ Giáng sinh, bạn có thể là vui vẻ bằng đề đó, rất là sáng suốt, rất là thông minh, rất là, tại vì nó ánh sáng chiếu vào mình mà. Nhất là 21 tháng 12. Từ 21 tháng 12 á tới 9 tháng 12 các bạn rất là ok. Nó thấy mình rất là vui vẻ lắm. Và đó mình nghĩ mà từ tới cuối năm á, tới năm sau á, đầu năm tháng 1 các bạn sẽ có nghĩ đến chuyện tiền bạc. Vì vậy nó rất là phải gặp người yêu nữa, người là chưa yêu gặp người yêu đó. Có lẽ là các bạn gặp những người mình thích đó, nhất là những từ qua đầu năm á, hoặc là sinh nhật tháng 2 đó. Nhưng mà không ở lâu nha, tới 20 tháng 1 nó chuyển ngược lại. Đó là một cái chuyện khác cho năm tới tôi coi. Nhưng mà các bạn phải nhớ là từ 6 tháng 12 thì mà tới 29 tháng 12 các bạn rất là ok. Rất của mình rất là mình hoạt bát hơn, mình vui vẻ hơn, mình thích đi chơi nhiều hơn nữa, đi chơi nữa chứ không phải gì nữa. Đó là về thủy tinh. Giờ nói về kim tinh. Kim tinh tượng trưng cho tình yêu, tình trưng cho cuộc cải. Thì kim tinh á, từ 29 tháng 9 là cuối tháng đầu tháng 10 tới 23 tháng 10 nó nằm trong nó trong thiên bình. Thiên bình nó không hợp với nam dương, tại vì nó tứ xung, nó xung ở đây. Nhưng mà nó tượng trưng gì, nó mang cho mình đến một sự xe nắng xe mưa. Các bạn có thể là nó mang mình những cái động, nhưng mà mình cảm thấy mình lạc quan trong vấn đề đầu tư, mình xài tiền hơi nhiều hay là mình xài tiền hơi ít, mình có sự quá đáng, quá độ một cách tiêu cực hay tích cực nha các bạn. Vì vậy mà các bạn phải cố chừng thời gian này, có thể các bạn được gặp cái người yêu của mình nữa. Tại vì những người yêu của mình hay người chồng, người vợ của mình, họ rất là khác mình,
Vậy nó tạo ra vợ chồng với mấy âm dương mới gặp nhau mới có chuyện xảy ra chứ. Chứ hợp nhau rồi đó, họ chỉ là bạn mình thôi. Mà nếu mà khác nhau để mình gặp để thì mới thành vợ chồng, để mình tạo ra sự xung đột, những bài học khó khăn để mình chuyển đổi thôi. Vì vậy mà rất là đặc biệt. Nên các bạn phải coi chừng khúc này nha. Từ 29 tháng 9 tới 23 tháng 10 thì có thể có những điều các mình hiểu hơi tiêu cực hay tích cực, hay say nắng hay mưa chút xíu nha. Tiền bạc cũng vậy, hơi chút xài hơi nhiều hay xài hơi ít, hay đầu tư hơi nhiều hay đầu tư hơi ít, hay có sự suy nghĩ hơi quá đáng chút xíu. Từ 23 tháng 10 cho tới 16 tháng 11 nó sẽ nằm trong hổ cáp rất là tốt. Thời gian này các bạn sẽ gặt hái được cái gì đó, sẽ từ khúc này các bạn sẽ chuyển qua khúc này, phải gặt hái được. Đó là từ 16 tháng 11 cho tới 19 tháng 12 nằm trong nhân mã. Các bạn sẽ đi mua quà cho những người nhỏ bé hay người lớn tuổi hơn mình. Các bạn sẽ có cảm thấy yêu thương những là đi làm những từ thiện. Đó, nó sẽ mang đến một cái hình cái là nuôi nấng cái gì đó. Nó nhỏ, nuôi nấng cái gì đó, tại vì cung nhà 12 đối với Nam Dương đó, nó tượng trưng cho cái gì đang nuôi nấng một cái bào thai đang trưởng thành. Vì vậy mà thời gian này từ 23 tháng 10 cho tới 16 tháng 1 rất là tốt. Nó tốt rồi, rất là tốt. Và từ đây đến đây các bạn có những thành vi rất là từ thiện, rất là yêu, rất giúp đỡ người khác. Đó, nó rất là hay. Để mình xây bảo thai, mình đang nuôi tâm hồn mình đó, mà giúp kích giúp những người khác. Mình đang nuôi hồn mình đó, để mình có một, mình đang gieo hạt giống cho những năm sắp tới. Trong là như là một năm sắp tới. Thế nên các bạn nên từ thiện nó tốt nè. Đó, giúp đỡ người nghèo hay là đi để xe lăn cho người nhà thương hay ABC, mình giúp ông này bác kia, rất là tốt các bạn ạ. Đó cũng thời gian Noel nữa. Từ 19 tháng 12 cho tới cuối năm, nằm trong Nam Dương. Nó đi song song với Thủy Tinh nữa. Thủy Tinh với Tinh đi chung chung song song với nhau, gần nhau. Thời gian này rất là tốt, các bạn rất là dễ thương luôn. Rất là các bạn thấy là mình nói năng rất là có duyên nè, mình rất là dễ thương nè. Trời ơi, rất là tuyệt vời luôn. Còn thấy thằng này đứng đây nữa, thằng Diêm Tinh nữa. Bạn đang thay đổi đấy, bạn đi làm bộ tóc mới nè, đi mặc quần áo mới nè. Cộng thằng này nó hỗ trợ nữa, nó cho mình sức mạnh nữa. Ôi trời, tuyệt vời nha. Cuối hôm nay các bạn sẽ có thời gian rất là tuyệt vời. Nhưng cái gì cũng vậy, luôn có mặt trái của nó. Đừng có làm cái gì mà quá sức mình. Đừng có gì nó làm, đừng có khùng quá, đừng làm những chuyện quá tào lao. Nhưng mà nó sự ảnh hưởng nó, những dòng chảy nó rất là thuận lợi cho mình, rất là dễ thương, rất là thông minh, rất là mà đang chuyển hóa nha các bạn nha. Cho nên chuyển hóa đó. Có thể đang mua một cái áo mặc mà cứ cái áo nó mà không thích gì, mặc áo nó vô thấy đẹp hơn. Thử cái gì mới đó. Nên vì vậy các bạn nên, tôi thấy là Nam Dương được phần thưởng rất là tốt cho năm nay nói chung đó. Vậy tùy theo cái lá số tivi của mỗi người nữa, nên từ đó các bạn sẽ học những học cho chính bản thân mình nhá. Tất cả chỉ bài học thôi, chúng ta không mang gì theo các bạn ạ. Vậy nó cho mình những thời gian là được là sung sướng chút xíu, để mình cảm thấy mình thở phào. Rồi những thời gian nó sẽ như thời gian những năm qua, những 18, 19, 20 đó, mà cảm thấy là quá nặng nề đó. Vậy nó cũng có thời gian cho mình được tận hưởng những giây phút hay là bình an cho cuộc sống của mình hàng ngày, làm người trên trái đất này. Phiên hỏa tinh, hỏa tinh á, từ tháng 10 á, nó nằm trong nó nằm trong cung song tử, nó nằm trên 6 tháng trời lận, nó nằm trên tới 25 tháng 3 năm 23 lận. Mà song tử với Nam Dương á, nó 150 độ, thiệt ra nó không có xấu, nhưng nó bắt mình phải coi chừng. Nó là mình phải coi như là mình lái xe công an đang đứng cái bên này đó, nó đang đứng coi, nó đang bắn radar gì đó. Vậy các bạn nên phải coi chừng về hành động của mình và lời nói của mình. Có thể là mình không nói gì hết, hay là nó nói về sự suy nghĩ mình, nó nói về hai cách, là một cách là tư tưởng, trao đổi tư tưởng, cái lời nói của mình. Một là mình nói hơi quá lố, hoặc là người ta nói xấu về mình, hay người ta nói tốt về mình nhưng nói cách quá lố, không nói đúng sự thật. Nhất là từ thời gian là 30 tháng 10 cho tới 21 tháng 1, thời gian các bạn phải coi chừng. Nó trong nó khoảng, nó thường thường hỏi tin nhân ngược lại khoảng từ 58 ngày tới 81 ngày, khoảng trên dưới 2 tháng á. Vì vậy các bạn phải coi chừng thời gian này rất là cẩn thận, nhất là đi chơi, nhất là thời gian này là Noel nữa nè, Thanksgiving, Christmas, Noel nữa nè, Thanksgiving với Christmas với đầu năm nữa. Các bạn phải rất là cẩn thận. Mặc dù mình rất là dễ thương ha, mình thông minh, mình nói chuyện sáng suốt ha, nhưng người ta vẫn ghét mình, chỉ qua lời nói thôi. Hay là tư tưởng của mình, những tư tưởng hơi, một cách hơi quá đáng chút xíu, nhưng nó không có nặng, tại vì nó 150 độ. Nếu là mình đây lại khác nha, nhưng nó nằm trong song tử,
Thì các bạn cần phải đừng nghĩ tới những gì người ta nói nhiều về mình. Đừng có quan tâm đến mình là mình, người ta nói người ta nói, nhưng mình nó tôi tưởng mình cũng hơi chút xíu hơi bị cảm thấy hơi quá đáng chút xíu, nhưng phải kiềm chế chút xíu, kiềm chế cho bản thân mình qua lời nói, kiềm chế mình qua cái coi 1 2 3 4 5 6 để nói về công ăn việc làm của mình đó, sức khỏe mình đó. Đừng ăn đồ ăn uống, đừng có kiểu ra ngoài mà ăn uống hơi nhiều trong thời gian này, nhất là thời gian Noel nữa. Vì vậy các bạn phải rất là cẩn thận để bảo vệ sức khỏe của mình. Nói chung là những hành động của mình phải nên chừng mực một chút xíu. Tôi thì xin lỗi làm cái nghề này hay làm cái nghề mình làm cái chuyện này hơi nói cái xấu nhiều hơn cái tốt. Vì tôi cái tốt thì không cần phải nói gì, không ai nhớ đến mình hết. Nhưng cái xấu tôi hay nhắc nhở các bạn phải cẩn thận. Thời gian này á 6 tháng trời nha. Từ 20 tháng 8 cho tới 25 tháng 3, 6 tháng trời đó, nằm trong song tử. Rất là cẩn thận giùm tôi nha. Nhưng mà trong thời gian nó đi ngược lại á, từ 30 tháng 10 đến 2 tháng 1 á, các bạn đừng có lo. Nó sẽ giảm lại cái cường độ để các bạn suy ngẫm lại. Nhưng mà từ tháng 8 trở đi á, 20 tháng 8 tới 30 tháng 10, thời gian này hơi sự xung đột, sự người ta làm phiền mình, người ta nói xấu mình, hay mình nghe không đúng, mình hiểu lầm cái ý của người ta. Nó nói đến mà công việc làm mình hơi mình trong công việc làm nữa, trong sức khỏe của mình nữa, các bạn hơi quá lố hay là hơi không tốt cho mình. Vì vậy trong công việc làm nha, công việc làm lại ăn tiếng nói, sức khỏe của mình, ba cái đó các bạn phải nên chừng mực một chút nha. Chừng mực để mình tận hưởng, nhưng mà cuối năm các bạn sẽ có thời gian rất là tuyệt vời nha. Mình thành công, mình làm việc giỏi thì người ta sẽ nói mình thôi, bình thường đúng không các bạn, đời là vậy thôi, nên mình biết cái đó. Vậy đừng có buồn, mình cứ bình tĩnh mà mình đối đầu nó để mình coi mình phản ứng thế nào với cái chuyện đó. Người ta nói mình, cái mình nói lại thì mà thời gian nó tới nó trở lại, nó cũng bắt mình học bài học đó. Nó cần phải đối đầu chứ cho mệt, đúng không các bạn? Đó là cuộc bài học của mình, cái đó là bài học của người ta đó. Họ mang đến cho mình những bài học để mình học, để mình coi là cái cuộc sống mình thế nào, mình phản ứng mình thế nào để mình sống tốt hơn, để mình không cần phải là mệt mỏi những cái chuyện mà nó không đâu như là lời ăn tiếng nói, như là gió thổi mây bay đó các bạn ạ. Nha. Đó, tôi nhắc nhở hơi nhiều cái câu này, hơi mấy phút rồi đó. Vậy thôi, đó là tất cả tôi sẽ nói được cho Nam Dương cho tháng 11, 12 nha. Cảm ơn các bạn đã nghe. Hy vọng các bạn kỳ sau có gì các bạn cứ phê bình, chuẩn bình, muốn phán bình, muốn nói gì nói trong cái phần bình luận nha. Chào các bạn.